kiến đạo ngài a nan thỉnh giáo ngài a nan trông thấy phật thì đảnh lễ khóc rồng khổ tâm vì mình từ vô thủy nhẫn nay chuyện học rộng nghe nhiều nhưng chưa tròn đạo lực ân cần cung thỉnh phật dạy các diệu pháp samatha tamade thiền na là phương tiện đầu tiên tu chứng đạo quả bồ đề của thập phương Như Lai. Trong lúc đó, có hằng sa Bồ Tát, thập phương Đại A-La-Hán và Bích Chi nguyện nghe diệu Pháp, ngồi im lặng để phân lãnh các điều dạy siêu nhiên của Phật. Phật hỏi nguyên nhân tu hành của Ngài A-Nan. Đức Phật bảo Ngài A-Nan, Ông với ta đồng một tông môn quyến thuộc, tình nghĩa thân mật. Khi ông mới phát tâm xuất gia tu hành, ông thấy những tướng chi ở trong pháp ta làm cho ông can đảm từ bỏ nghiệp ân ái sâu nặng ở thế gian. Ngài A Nan tự trần tri kiến của chúng sanh. Ngài A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Tôi thấy hình thể Như Lai, sáng rỡ như ngọc lưu ly, có đủ 32 tướng tốt đẹp tuyệt trần. Tôi tự suy nghĩ, đức tướng quang minh đó chẳng phải do ái dục sanh ra. Vì cớ sao? Vì ái dục ô nhiễm xấu xa, cấu kết tinh huyết nhơ bẩn, không thể nào sanh được đức tướng phi phàm, nghiêm tịnh, sáng ngời hơn sắc tử kim. Vì cớ ấy, tôi ngưỡng mộ, cạo tóc xuất gia theo Phật. Phật hiển minh tri kiến của chúng sanh. Đức Phật dạy, lành thay A Nan, ông phải biết tất cả chúng sanh từ vô thủy nhẫn nay sống chết liên tục vì không rõ thể tánh thanh tịnh sáng suốt của chân tâm như thường trụ cứ dùng các thứ vọng tưởng giả dối do đó bị chìm đắm trong biển khổ luân hồi. Nay, ông muốn nghiên cứu đạo vô thượng Bồ Đề, phát minh thể tánh của tâm chân như, thì phải lấy tâm chánh trực giải đáp các điều ta hỏi. Vì thập phương như lai đều do một đường giải thoát sanh tử, là dùng tâm chánh trực và lời nói tự tâm chánh trực phát ra, từ đầu chí cuối trước sau như một, không bao giờ có những sự quanh co. A à, nan, bây giờ ta hỏi ông. Trong khi ông trông thấy và quý mến 32 tướng Như Lai mà phát tâm tu hành, vậy ông dùng cái chi mà trông thấy? Và trong khi trông thấy, ông dùng cái chi mà quý mến? Ngài A Nan bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, khi tôi trông thấy đức tướng Như Lai, đó là tôi dùng mắt. Khi tôi quý mến Phật, đó là tôi dùng tâm. Vì mắt trông thấy đức tướng, tâm sanh quý mến, nên tôi phát nguyện tu hành, cầu giải thoát sanh tử. Đức Phật bảo ngài A Nan: Như ông vừa nói, trông thấy và quý mến đức tướng Như Lai là do mắt và tâm tất nhiên ông phải biết mắt và tâm ở đâu nếu ông không biết mắt và tâm ở đâu thì không dễ gì hàng phục được trần lao ví như một vị hoàng đế khi đất nước bị giặc xâm lăng muốn xuất binh dẹp giặc tất nhiên phải biết trước sao huyệt của giặc mới có thể chiến thắng được xưa nay ông bị trôi lăng trong biển khổ luân hồi chỉ vì tâm và mắt Bây giờ ta hỏi ông, tâm và mắt hiện ở đâu? Ngài A Nan chấp tâm ở trong thân. Ngài A Nan bạch Phật, tất cả mười loài chúng sanh ở thế gian đều nhận tâm hiểu biết ở trong thân và mắt xem thấy ở trên mặt. Dầu mắt thanh liên hoa của Như Lai cũng ở trên mặt Như Lai nay tôi thấy mắt tứ trần của tôi ở trên mặt tôi như thế chứng tỏ mắt ở ngoài tâm thiệt ở trong thân đức phật bảo ngài a nan hiện tại ông ở trong giảng đường ông thấy rừng cây của thái tử kỳ đà hiện ở chỗ nào bạch đức thế tôn giảng đường khang trang thanh tịnh rộng rãi này ở trong giường cấp cô độc còn rừng cây kỳ đà thiệt ở ngoài giảng đường a à, nan bây giờ ông đang ở trong giảng đường ông thấy cái gì trước bạch đức thế tôn tôi ở trong giảng đường trước hết tôi thấy phật kế đến đại chúng sao trong ra ngoài mới thấy rừng cây nguyên nhân gì sao ông thấy được rừng cây bạch đức thế tôn nguyên nhân vì cửa giảng đường mở trống nên tôi thấy suốt ở ngoài. Phật dạy, chấp tâm ở trong thân là phi lý. Khi ấy, Đức Thế Tôn ở trong đại chúng, lấy tay dịu dàng rờ đầu Ngài A Nan, rồi dạy Ngài A Nan và đại chúng. Có pháp Tam Ma Đề, hiệu là Đại Phật đảnh thủ lăng nghiêm, phương bao hàm vạn hạnh, mười phương như lai đều do pháp môn duy nhất ấy giải thoát sanh tử đạt phật quả thâm diệu trang nghiêm vậy quý vị phải chăm chú nghe kỹ ngài a nan cung kính lễ phật và nhất tâm phân lời phật dạy đức phật bảo ngài a nan như ông vừa nói ông ở tại giảng đường Nhờ cửa mở trống nên thấy rừng cây. Có chúng sanh nào ở tại giảng đường mà không thấy Như Lai lại thấy rừng cây ở ngoài chăng? Ngài A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, ở trong giảng đường không thấy Như Lai lại thấy rừng cây ở ngoài thì chắc chắn vô lý. A Nan, ông cũng như vậy, linh tâm của ông hiểu rõ tất cả. Nếu tâm ấy thiệt ở trong thân rồi mới biết ở ngoài thân. Có chúng sanh nào biết trước ở trong thân chăng? Dầu không thấy được tim, gan, tỳ, vị, nhưng các chỗ móng xanh, tóc dài, gân chuyển, mạch nhảy cũng phải biết. Tâm không biết ở trong thân thì làm sao biết ở ngoài thân được? Thế nên phải nhận định. Ông nói tâm hiểu biết sáng suốt của ông ở trong thân chắc chắn vô lý. Ngài A Nan chấp tâm ở ngoài thân. Ngài A Nan cúi đầu bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, tôi nghe lời Như Lai dạy như vậy, tôi biết chắc tâm thiệt ở ngoài thân, vì cớ sao? Vì như đèn thắp trong nhà thì trước phải chiếu sáng trong nhà, rồi sau do mở cửa mới chiếu sáng ở bên ngoài. Tâm chúng sanh không thấy Phật ở trong thân mà chỉ thấy Phật ở ngoài thân. Giống như đèn thắp sáng ở ngoài nhà. Tự nhiên chỉ chiếu sáng Phật ở ngoài nhà, chứ không chiếu sáng Phật ở bên trong. Như thế cái nghĩa tâm ở ngoài thân tôi tưởng không sai lầm. Nhưng chưa rõ có đúng với nghĩa rốt ráo của Phật chăng? Phật dạy, chấp tâm ở ngoài thân là phi lý. Đức Phật bảo ngài Anang, A Nan: "A Nan, hồi sớm mai có các vị tỳ khưu theo ta vào thành Thất La Việt khất thực, rồi trở về rừng Kỳ Đà. Ta vừa thọ trai xong, ta bảo ông thử nghĩ, trong số tỳ khưu ấy, chỉ một người ăn mà các vị khác có thể no được không?" Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn không thể được như vậy. Vì cớ sao? Vì các vị tỳ khưu dầu là bậc A-la-hán, nhưng thân thể không đồng. Mỗi người, mỗi thân, thì có lý nào một người ăn mà các vị khác no được? Đức Phật bảo Ngài a nan nếu tâm hiểu biết sáng suốt của ông thiệt ở ngoài thân, dĩ nhiên thân với tâm khác biệt nhau, không có liên quan gì với nhau. Như vậy, hễ tâm biết thì thân không biết, chớ tâm và thân không thể đồng biết một lượt. Bây giờ, ta đưa tay dịu dàng của ta lên cho ông xem. Mắt ông thấy tay, còn tâm ông có biết tay hay không? Ngài A Nan bạch Phật, bạch đức Thế Tôn, mắt tôi vừa thấy tay thì tâm tôi biết liền. Đức Phật bảo: "A Nan, thân và tâm của ông Đồng biết một lượt thì không phải là hai thể sai biệt. Như vậy, ông làm sao dám nói tâm ở ngoài thân? Thế nên phải nhận định. Ông nói tâm hiểu biết sáng suốt của ông ở ngoài thân, chắc chắn không đúng. Ngài A Nan chấp tâm ẩn tại mắt. Ngài A Nan bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, như lời Phật dạy, tâm không thấy trong thân thì tâm chẳng phải ở trong thân, tâm và thân đồng biết một lượt, không thể rời nhau, thì tâm chẳng phải ở ngoài thân. Bây giờ tôi thiết nghĩ tâm ở một chỗ. Phật hỏi, A nan tâm ở chỗ nào? Ngài A nan bạch Phật, Bạch Thế tôn, tâm liễu tri đó không biết trong mà hay thấy ngoài. Theo tôi nghĩ tâm ấy ẩn tại mắt. Ví như có người lấy chén lưu ly úp vào hai mắt, thì tuy có vật úp ở ngoài, nhưng mắt vẫn sáng tỏ, chứ không bị ngăn ngại. Nên hệ mắt thấy, tất nhiên tâm phân biệt. Tâm hiểu biết của tôi không thấy trong thân, vì tâm ẩn tại mắt, cũng bởi tâm ẩn tại mắt nên thấy phân minh vật ở ngoài thân, không có chút ngăn ngại. Chưa rõ đúng chăng? Phật dạy, chấp tâm ẩn tại mắt là phi lý. Đức Phật dạy, A Nan, như ông vừa nói, tâm ẩn tại mắt cũng như mắt ẩn sau chén lưu ly. Thì người lấy chén lưu ly úp vào mắt, trong khi mắt thấy núi sông, có thấy chén lưu ly chăng? Bà đức thế tôn, người úp chén lưu ly vào mắt, trong khi mắt thấy núi sông, cũng thấy lưu ly. A à, nan, nếu tâm của ông ẩn tại mắt cũng như mắt ẩn sau chén lưu ly thì trong khi tâm thấy núi sông, tại sao không thấy mắt? Nếu tâm thấy mắt thì mắt cũng như ngoại cảnh, không thể nào mắt liền thấy, tâm liền biết. Nếu tâm không thấy mắt thì làm sao nói tâm hiểu biết ẩn tại mắt như mắt ẩn sau chén lưu ly? thế nên phải nhận định. Ông nói, tâm sáng tỏ hiểu biết ẩn tại mắt, như mắt ẩn sau chén lưu ly, chắc chắn vô lý. Ngài A Nan chấp tâm ở trong lẫn ngoài. Ngài A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, bây giờ tôi lại suy nghĩ, thân thể của chúng sanh tạng phủ ở trong, khiếu huyệt ở ngoài, có tạng phủ thì tối, có khiếu huyệt thì sáng như bây giờ tôi ở trước mặt Phật khi mở mắt thì tâm thấy sáng gọi là tâm thấy ngoài khi nhắm mắt thì thấy tối gọi là tâm thấy trong tức là tâm ở cả trong lẫn ngoài tôi chưa biết như ấy có đúng chăng Phật dạy chấp tâm ở trong lẫn ngoài là phi lý Đức Phật dạy A nan trong khi ông nhắm mắt thấy tối cái tối đó đối hay không đối với mắt như đối với mắt thì cái tối ở trước mắt rồi há phải ở trong thân nếu cái tối đó ở trong thân thì khi ông ở trong nhà tối không có mặt trời mặt trăng và đèn đuốc các vật trong nhà tối đều là tạng phủ của ông chăng nếu cái tối không đối với mắt thì làm sao lại thấy tối nếu cái thấy tối đó không phải ngoại đối tức là đối ra ngoài mà là nội đối tức là đối vào trong thì tại sao khi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong còn khi mở mắt thấy sáng tại sao mắt đối vào trong mà không thấy được mặt nếu không thấy được mặt thì không phải là nội đối nếu thấy được mặt thì tâm hiểu biết sáng suốt và mắt ở ngoài hư không, chớ chẳng phải ở trong thân. Nếu tâm và mắt ở giữa hư không thì không phải là thể của ông. Bây giờ Như Lai ở ngoài thể của ông vẫn thấy được mặt ông, đó cũng là thân ông chăng? Nếu mắt ở giữa hư không thì cái gì mắt biết thân không biết được. Nếu ông chấp rằng thân và mắt mỗi Phật đều có tánh biết, thành thử tự ông có hai tánh biết, như vậy một thể của ông có hai vị Phật, đó là mê chấp. Thế nên phải nhận định, ông nói thấy tối gọi là thấy trong, chắc chắn vô lý, cũng như ông chấp tâm ở trong lẫn ngoài, thật là sai lầm. Ngài A Nan chấp tâm ở chỗ tùy hiệp Ngài A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tôi thường nghe Đức Thế Tôn dạy tứ chúng rằng, vì tâm sanh nên pháp sanh, vì pháp sanh nên tâm sanh. Bây giờ nương theo lời Phật dạy mà tôi suy nghĩ, sự suy nghĩ ấy thiệt là tâm tôi. Khi tâm hiệp với chỗ nào thì tâm liền ở chỗ đó. Vì thế tôi cho tâm tùy hiệp, chớ không nhất định ở trong ở ngoài chi cả. Phật dạy, chấp tâm ở chỗ tùy hiệp là phi lý. Đức Phật dạy, A Nan, ông vừa nói vì pháp sanh nên tâm sanh, tâm hiệp với chỗ nào thì tâm liền ở chỗ đó. Tâm suy nghĩ của ông không có thiệt thể thì chẳng bao giờ hiệp được với cái chi cả. Nếu tâm không có thiệt thể mà cũng hiệp được. Chẳng khác nào lấy thêm một giới ngoài số 18 giới và lấy thêm một trần ngoài số 6 trần. Đặt hai vật cho có tên giới thứ 19 và trần thứ bảy chớ không có thiệt. Nếu nói rằng hai vật ấy hiệp được thì phi lý. Nếu tâm có thiệt thể thì ông thử nghiệm xét bằng cách lấy bàn tay đánh vào thân ông tâm biết chỗ đánh ấy ở trong ra hay ở ngoài vào. Nếu tâm ở trong ra thì đã thấy trong thân, nếu tâm ở ngoài vào thì đã thấy mặt. Bạch Đức Thế Tôn, mắt chủ sự thấy, tâm chủ sự biết. Tâm không phải như mắt mà bảo rằng tâm thấy, tôi sợ phi nghĩa. A Nan, sự thấy tuy về phần mắt nhưng tánh hay thấy thiệt ở tâm. Ta ví dụ, thân ông là tâm, cái cửa là mắt. Như thân ông không có ở trong nhà, trong ra ngoài thì cái cửa có tự thấy được chăng? Nếu nghĩ chỉ có mắt thấy, chớ chẳng cần tâm thì người chết, mắt vẫn còn mà tại sao không thấy? Vì mắt thấy thì thế nào gọi là chết được? A à, Nan lại như tâm hiểu biết sáng suốt có tự thể, thì chỉ có một thể hay là nhiều thể. Nếu nói tâm ở trong thân ông, thì khắp cả mình hay chẳng khắp cả mình. Nếu nói chỉ có một thể, thì trong khi ông lấy bàn tay đánh một chỗ, thì tứ chi đều biết. Nếu tứ chi đều biết, thì ông không biết được chỗ đánh. Như ông biết được chỗ đánh, thì không thành nghĩa một thể nữa nếu nói có nhiều thể thành ra nhiều người vì mỗi người có một tâm nhiều tâm tất phải nhiều người thì thể nào là thể của ông nếu nói tâm ông khắp cả mình thì không đúng vì ông biết được chỗ đánh như vừa kể trên nếu nói tâm ông chẳng khắp cả mình thì trong khi ông đụng đầu và đụng chân như đầu biết đau thì đáng lẽ chân không biết đau nhưng cả đầu và chân đều biết đau một lượt thế thì không thành nghĩa chẳng khắp cả mình đó là chứng tỏ tâm ông không phải một cũng không phải nhiều không phải khắp cả mình cũng không phải chẳng khắp cả mình vậy phải nhận định ông nói tâm hiệp ở chỗ nào thì tâm liền ở chỗ đó tức là tâm ở chỗ tùy hiệp chắc chắn vô lý ngài a nan chấp tâm ở khoảng giữa ngài a nan bạch phật bạch đức thế tôn trong khi đức thế tôn với bồ tát văn thù và các vị pháp dương tử luận bổn tướng chân thiệt đức thế tôn có nói tâm không ở trong cũng không ở ngoài tôi thiết nghĩ nếu tâm ở trong thì tại sao tâm chẳng thấy trong nếu tâm ở ngoài thì đáng lẽ tâm với thân ở cách xa, mỗi Phật biết riêng. Chứ tại sao tâm và thân đồng biết một lượt? Tâm không biết trong, nên không thể nói tâm ở trong. Tâm và thân đồng biết một lượt, nên không thể nói tâm ở ngoài. Nếu tâm không ở trong, cũng không ở ngoài, thì tâm ở khoảng giữa. Phật dạy, chấp tâm ở khoảng giữa là phi lý. Đức Phật dạy: "A Nan, ông nói khoảng giữa thì phải biết khoảng giữa có chỗ nhất định phân minh, chớ không được mơ hồ. Khoảng giữa đó ở chỗ nào? Ở tại thân hay tại cảnh? Nếu tâm ở tại thân thì có nghĩa ở một bên thân hoặc ở giữa thân. Nếu ở một bên thân thì không phải là ở khoảng giữa. Còn nếu ở giữa thân thì có khác chi ở trong thân?" Như đã nói lần trước, nếu tâm ở tại cảnh thì có nêu hay không nêu. Nếu không nêu thì bất thành nghĩa khoảng giữa, còn có nêu thì không thể chỉ định chỗ nào là khoảng giữa, vì cớ sao? Ví như có người cắm cây nêu làm trung tâm thì khi đứng hướng đông xem, cây nêu ở hướng tây, khi đứng hướng nam xem, cây nêu ở hướng bắc nếu, nêu lộn xộn, thì tâm của ông cũng lộn xộn. Làm sao chỉ định khoảng giữa? Ngài A Nan Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn Tôi nói khoảng giữa, không phải ở tại thân hoặc tại cảnh. Như Phật có nói, căng mắt và sắc trần làm duyên sanh ra nhãn thức. Căng mắt có phân biệt, sắc trần không hiểu biết. Căng và trần đối đãi nhau có tâm sanh ở khoảng giữa căn với trần. Đức Phật dạy, A à Nan, nếu tâm của ông ở khoảng giữa căn với trần, thì tâm gồm cả căn trần hay không gồm hai món ấy? Nếu gồm cả căn trần, thì căn là thể, trần là phật, thể phật lẫn lộn, làm sao biết tâm ông ở chỗ nào được? Thể là thứ hiểu biết là thứ không hiểu biết thứ hiểu biết và thứ không hiểu biết hai thứ đối đãi nhau thành hai bên riêng biệt thì làm sao chỉ định khoảng giữa nếu không gồm căng trần thì tâm không phải căng cũng không phải trần tức là không có tánh chi cả thì lấy chi làm khoảng giữa được thế nên phải nhận định lời nói tâm ở khoảng giữa của ông thật là vô lý Ngài A Nan chấp tâm vô trước. Ngài A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, khi trước tôi có thấy Phật và bốn vị đại đệ tử, Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất, đồng chuyển bánh xe pháp, thường nói tâm tánh hiểu biết phân biệt không có ở trong, ở ngoài hoặc ở khoảng giữa, không ở chỗ nào hết. Như không mất tất cả pháp gọi là tâm. Thế thì cái vô trước của tôi có phải tâm chăng? Phật dạy, chấp tâm vô trước là phi lý. Đức Phật dạy, A Nan, ông nói tâm tánh hiểu biết phân biệt không ở chỗ nào hết. Trong thế gian, các loài đi ở mặt đất, lội ở dưới nước, bay ở hư không, gọi là các pháp mà ông vô trước đó có hay không có? Nếu các pháp không có, như lông rùa, sừng thỏ, thì vốn là không rồi, còn có chi gọi được vô trước? Nếu không có tướng, thì các pháp không có, còn có tướng, thì các pháp có. Nếu ông không phải vô tâm, tất có tâm tướng. Có tâm tướng, tất có chỗ sở tại. Có chỗ sở tại, tất có trước. Như vậy, bất thành nghĩa vô trước, thế nên phải nhận định ông nói tâm vô trước chắc chắn phi lý. Ngài A Nan cầu Phật khai thị diệu pháp. Khi ấy, ngài A Nan ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, trật vai áo và quỳ cối bên hữu, chắp tay hiệp trưởng, cung kính bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn Tôi là đứa em rất thấp kém của Như Lai. Nhờ Như Lai thương, mặc dầu xuất gia, nhưng còn ý lại vào lòng thương của Như Lai. Nên có nghe nhiều giáo pháp mà chưa đắc quả vô lậu. Đến nỗi không trừ được thuật ngoại đạo Ta Tì Ca La để bị lây chuyển vào giam phòng. Sở dĩ phải chịu khổ như vậy là vì tôi chưa biết rõ thường trụ chân như tâm nay tôi thỉnh cầu Đức Thế Tôn rủ lòng đại từ đại bi khai thị tâm chân như chỉ dạy đường Samatha cho chúng tôi trừ tuyệt các giống bất tín và ác kiến. Bạch Phật xong, ngài A Nan dèo nằm vóc xuống đất, đảnh lễ Phật, còn đại chúng thì im lặng, hết lòng ngưỡng mộ chờ nghe diệu pháp. Lúc bấy giờ, Đức Phật từ mặt phóng nhiều đạo hào quang sáng tỏ như trăm ngàn thái dương, soi khắp thế giới, sáu trưởng rung động, mười phương quốc độ nhiều như hột bụi phi trần, đồng thời hiện ra. Oai đức thần thông của Phật khiến các thế giới hiệp thành một thế giới. Tất cả Đại Bồ Tát trụ nơi bổn quốc đều hiệp trưởng hầu Phật chăm nghe diệu pháp. Phật hiển minh hai căn bổn, vô thị sanh tử và vô thị bồ đề niết bàn. Đức Phật dạy ngài A Nan, tất cả chúng sanh từ vô thị đến nay vì mê chân giác khởi hoặc vô minh, điên đảo vọng tưởng tạo ra nghiệp chướng. Hệ có nghiệp chướng tất bị khổ báo ví như chùm trái ác xoa nếu không tu hành thì chẳng làm sao thoát ly được những người có tu hành nhưng không đắc đạo quả vô thượng bồ đề lại thành thinh văn duyên giác hoặc thành ngoại đạo hoặc thành chư thiên hoặc thành ma vương và quyến thuộc đều tại không hiểu rõ hai căn bổn tu tập sai lầm ví như nấu cát mà muốn cho thành cơm thì dầu trải vô số kiếp cũng không thành được. Hai căn bổn đó là chi? A nan, căn bổn thứ nhất là vô thị sanh tử, căn bổn thứ nhì là vô thị bồ đề niết bàn. Vô thị sanh tử là như hiện nay ông cũng như tất cả chúng sanh đều lấy tâm vọng động Nhận làm tự tánh nên chịu khổ sanh tử luân hồi. Vô thủy Bồ đề niết bàn là như hiện nay, căn bổn thức của ông gốc có một thể nguyên minh thanh tịnh sáng suốt, nhưng vì ông không giữ được tự tánh, cứ tùy duyên tùy cảnh mà sanh ra vọng tưởng, rồi nhận lấy vọng tưởng làm tự tánh, quên mất thể nguyên minh. Tất cả chúng sanh vì quên mất thể nguyên minh nên hằng ngày tuy sống ở thể nguyên minh mà không tự biết, do đó bị luân chuyển trong các cõi phàm phu, thật là oan uổng. A Nan, nay ông muốn biết đường samatha để giải thoát sanh tử, thì bây giờ ông hãy nghe đây. Đức Phật bèn đưa cánh tay lên, co năm ngón lại, hỏi: "A Nan, ông thấy hay không?" Bạch Đức Thế Tôn: "Tôi thấy rõ." "Thấy cái gì?" Bạch Đức Thế Tôn: "Tôi thấy Như Lai đưa cánh tay lên, co năm ngón thành quyền, chiếu sáng tâm và mắt tôi." "Ông dùng cái gì mà thấy?" Bạch Đức Thế Tôn: "Tôi và đại chúng đều dùng mắt mà thấy. A nan, ông đã đáp, Như Lai co năm ngón tay lại làm quyền chiếu sáng tâm và mắt ông. Ông dùng mắt mà thấy, còn ông dùng cái chi làm tâm của ông để đối với quyền chiếu sáng của ta. Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai hỏi, tâm của tôi ở đâu? Phân lời Phật Tôi cố suy nghĩ sưu tầm. Vậy, cái năng suy nghĩ sưu tầm là tâm của tôi. Đức Phật bèn quở. "A à Nan, cái năng suy nghĩ sưu tầm không phải là tâm của ông." Ngài A Nan lấy làm kinh sợ, bước ra khỏi chỗ ngồi, đứng chắp tay hiệp trưởng bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, cái năng suy nghĩ, sưu tầm ấy không phải tâm, chớ gọi là cái chi? Đức Phật dạy, cái ấy là vọng tưởng tiền trần, ám che chân tánh. Vì từ vô thủy đến nay, ông nhận làm vọng tưởng ấy làm tâm, như nhận kẻ giặc làm con, quên mất bổn giác chân thường, nên chịu luân hồi sanh tử thống khổ. Ngài A Nan bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, tôi là em yêu mến của Phật, vì tâm thương Phật mà xuất gia. Tâm tôi chẳng những cúng dường một mình Như Lai, lại còn qua khắp hằng sa quốc độ. Tôi phụng sự chư Phật cho đến các vị thiện trí thức. Gia dạ dĩ, tôi gắng sức đại dũng mãnh làm các việc khó làm trong đạo pháp. Tôi đều dùng cái tâm ấy nếu như Phật phát minh cái tâm ấy không phải thiệt là tâm của tôi, thì thành ra tôi không tâm như cây và đất. Vì ngoài tâm hiểu biết ấy, tôi không còn tâm nào khác. Tại sao Phật gọi cái suy nghĩ ấy không phải là tâm? Khiến tôi rất kinh sợ và đại chúng cũng nghi hoặc. Ngưỡng cầu như lai like, mở lượng đại bi, khai thị cho chúng tôi những điều chưa được tỏ ngộ. Liền khi ấy, Đức Phật muốn khai thị tâm của ngài A Nan và đại chúng cho được vào bậc vô sanh pháp nhẫn. Nên Đức Phật ở tòa sư tử, rờ đầu ngài A Nan bảo rằng: Như Lai thường nói tất cả pháp đều do tâm phát sanh, như tất cả nhân, quả, thế giới, vi trần đều do tâm mà thành có thể tánh. A nan, xét nguồn gốc có thể tánh của các vật, thì ở khắp thế giới, từ vật lớn cho tới vật nhỏ như lá cỏ, mảnh giấy, đều có thể tánh. Thậm chí hư không cũng có tên có tướng. Huống chi tầm chân như thiên sáng thông suốt, thanh tịnh nhị màu, vốn là nguồn gốc làm cho các vật có thể tánh, thì chẳng có lý nào tâm ấy không có thể tánh riêng. A à, nan, nếu ông chấp tánh thấy, hiểu biết, suy nghĩ, phân biệt là tâm của ông, thì tâm ấy dĩ nhiên phải lìa sắc hương vị xúc cho tới tất cả tiền trần. Vì riêng tâm ấy có thể tánh hoàn toàn. Như này, ông nghe tiếng Pháp của ta. Đó là do tiếng nói mà có phân biệt, chớ không phải là tâm chân như. Dầu ông dứt hết các sự thấy, nghe, hiểu biết, chỉ giữ sự yên lặng, cũng chỉ là bóng Pháp Trần phân biệt, cũng không phải là tâm chân như. A-Nan, à như lai chẳng bảo ông nhận cái phân biệt ấy không phải là tâm, ông cần nghiên cứu tin tường, cái ấy chơn hay vọng, như lìa các tiền trần mà có thể tánh phân biệt. Đó là tâm chân như của ông, như lìa các tiền trần mà không có thể tánh, đó là bóng tiền trần phân biệt. Tiền trần không có thường trụ, khi sanh, khi diệt, thay đổi luôn luôn, thì cái tâm nương theo tiền trần đó, quá ra lông rùa rừng thỏ là vật không có. Tiền trần diệt, tâm diệt, thì pháp thân của ông cũng diệt theo. Như vậy, ông lấy gì tu chứng vô sanh pháp nhẫn? Lúc bấy giờ, Ngài A Nan và đại chúng đều lặng thinh, suy xét, hình như vừa mất một vật quý báu. Đức Phật bảo Ngài A Nan: ở trong thế gian, các vị tu học hiện tiền tuy thành tựu chính bậc định, nhưng không dứt hết các thứ lậu, chưa chứng quả vô lậu A-la-hán, à vì chấp trước vọng tưởng sanh tử làm tánh chân thiệt. Như ông cũng vậy, tuy nghe nhiều giáo lý nhưng không thành thánh quả. Ngài A-nan tự chánh kỹ và cần cầu tri kiến Như Lai. Ngài A Nan nghe qua lời Phật dạy, xét mình lấy làm buồn tuổi, rơi lụy, dèo nằm vóc xuống đất lễ Phật, rồi quỳ gối, hai tay hiệp trưởng bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, từ khi tôi phát tâm xuất gia theo Phật, hay trong cậy vào oai thần của Phật mà tự nghĩ không cần khổ hạnh tu hành. Chắc chắn về sau, Phật sẽ ban cho pháp chánh định để thành Phật. Tôi không ngờ, thân tâm của Phật với thân tâm của tôi không thay thế được, ví như ăn cơm, ai ăn nấy no. Này nghe lời Phật dạy, tôi mới nhận thức. Bấy lâu nay, tôi nhận vọng làm chân, nên tâm chân như bị lạc mất. Vì thế, tuy thân xuất gia mà tâm không nhập đạo. Tôi vốn ở chỗ giàu sang, lại bỏ hết hạnh phước. Ví như đứa con khốn cùng, nghe nhảm, tin càng, bỏ cha, trốn theo con đường mê vọng. Bây giờ tôi hiểu rõ, dầu có nghe nhiều giáo lý mà không chịu khó tu hành giải thoát, thì chẳng hơn gì kẻ không được nghe. Ví như người nói, ăn mà không ăn thì không bao giờ no dạ được. Bạch Đức Thế Tôn, chúng tôi hiện tiền bị hai chứng phiền não và sở tri ràng buộc. Nguyên nhân vì không biết rõ tâm tánh vắng lặng thường trụ. Vậy, ngưỡng cầu như lai thương chỗ khốn cùng của chúng tôi mà khai thị chân như tâm sáng suốt nhiệm màu và đạo nhãn giải thoát của chúng tôi. Phật khai thị tri kiến như lai. Khi ấy, Đức Phật từ ngực, ngay chỗ có chữ vạn, phóng hào quang vô cùng quý báu, rực rỡ trăm ngàn sắc, soi khắp mười phương thế giới. Rồi hào quang đó chiếu vào đảnh của chư Như Lai trong thập phương Phật quốc. Xây về rọi ngay ngài A Nan và đại chúng. Đoạn Đức Phật dạy A Nan: Hôm nay ta vì ông mà lập pháp tràng lớn lao, cũng làm cho tất cả chúng sanh đều được tâm thường tịch, thường chiếu, sáng suốt, vắng lặng, huyền diệu, kính nhiệm và mắt thanh tịnh trang nghiêm. Phật hiển minh, tánh thấy là tâm. Đức Phật dạy A à Nan trước ông có đáp với ta rằng ông thấy cái quyền quang minh vậy cái quyền ấy do đầu quang minh làm sao thành quyền ông dùng cái chi mà thấy ngài A Nan bạch Phật bạch Đức Thế Tôn vì thân thể của Phật có sắc như vàng diêm phù đàn sáng chói như núi bảo sơn đó là do đức độ thanh tịnh sanh ra, nên cái quyền của Phật quang minh. Nằm ngón tay của Phật co lại làm thành cái quyền đưa ra cho người xem. Tôi dùng mắt thấy thiệt rõ ràng như vậy. Đức Phật dạy, A Nan, hôm nay Như Lai lấy lời chân thiệt nói cho ông rõ. Nếu là bậc trí huệ thì chỉ nhờ lời thí dụ mà được khai ngộ. A Nan, ví dụ như cái quyền của ta, nếu không có tay ta, dĩ nhiên chẳng thành cái quyền. Và nếu không có mắt ông, dĩ nhiên chẳng thành cái thấy. Vậy, lấy cái thấy của ông so sánh với cái quyền của Phật, hai nghĩa có giống nhau chăng? Bạch Đức Thế Tôn, như không có mắt tôi thì chẳng thành cái thấy của tôi nếu lấy cái thấy của tôi so sánh với cái quyền của Phật thì hai nghĩa giống nhau. Đức Phật bảo, A Nan, ông nói hai nghĩa giống nhau thì không đúng. Vì cớ sao? Vì nếu người không có cánh tay thì không có quyền. chớ người không có mắt chưa phải hoàn toàn không có cái thấy. Lý do làm sao? Ông thử ra đường hỏi người mù ông có thấy chi chăng chắc chắn người mù ấy trả lời trước mắt tôi chỉ thấy tối đen chớ không thấy chi khác cứu xét theo lý ấy thì biết tiền trần tự tối chớ cái thấy không giảm bớt ngài a nan bạch phật bạch đức thế tôn người mù chỉ thấy tối đen ở trước mắt thế nào gọi được cái thấy a nan người mù không có mắt chỉ thấy tối đối với kẻ có mắt ở trong nhà tối hai cái tối ấy có khác nhau chăng? Bạch đức thế tôn kẻ có mắt ở trong nhà tối đối với người mù hai cái tối ấy so sánh lại thiệt không có khác gì cả. A à, nan ví dụ như người mù chỉ thấy tối đen bỗng được mắt sáng thì ở pháp trần thấy các sắc như thế cho là mắt thấy như người có mắt ở trong nhà tối chỉ thấy tối đen bỗng có đèn sáng cũng ở pháp trần thấy có sắc vậy có thể nào cho là đèn thấy chăng nếu cái đèn thấy các sắc thì đèn tức là cái thấy như thế không còn gọi là cái đèn được nếu cái đèn thấy thì cái đèn tự thấy chớ không liên hệ chi tới cái thấy của người a à nan, ông phải biết cái đèn chỉ làm sáng tỏ các sắc còn thấy các sắc là con mắt chớ không phải đèn tuy nhiên nói rằng mắt thấy chứ thật ra mắt cũng như đèn chỉ khiển sắc mà thôi còn cái năng thấy năng biết là tâm phật hiển minh tánh thấy không động. Ngài A Nan và đại chúng tuy nghe lời Phật dạy như vậy, nhưng tâm chưa tỏ ngộ, nên ngồi ngậm miệng làm thinh. Hai tay hiệp chưởng, nhiếp tâm thanh tịnh và thành kính trong chờ lời nói từ bi của Phật dạy cho. Khi ấy, Đức Thế Tôn đưa cánh tay dịu dàng, sáng rỡ tốt đẹp, mở năm ngón tay bảo ngài a nan và đại chúng khi ta thành đạo đến vườn lộc uyển và ở đó ta có dạy đoàn thể năm vị tỳ khưu do ông a nhã đa làm thượng thủ cùng tứ chúng rằng tất cả chúng sanh không viên chứng bồ đề và a la hán căn do vì bị khách trần phiền não ám muội nay các ông ấy đắc thánh quả rồi Vậy khi trước, các ông ấy vì nguyên nhân nào mà tỏ ngộ được? Lúc bấy giờ, có Ngài Kiều Trần Na đứng dậy hiệp trưởng Bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, tôi là một vị trưởng lão ở trong đại chúng, pháp danh là Giải. Nguyên nhân tỏ ngộ hai tiếng khách trần mà được chứng quả. Bạch Đức Thế Tôn, khách là hành khách. Ví như khách đi lỡ đường, tạm trọ trong quán, khi ăn, khi ngủ. Ăn ngủ xong lại phải thu xếp hành lý lên đường, không có rảnh rang chi mà trụ nơi quán. Nếu là chủ quán thiệt thì trụ mãi tại quán, không đi đâu nữa. Vì cớ ấy tôi thiết nghĩ, không trụ là khách, thường trụ là chủ tôi xin lấy sự không trụ làm định nghĩa cho tiếng khách. Trần là bụi, ví như giữa khi bầu trời thanh bạch, phần thái dương chiếu sáng, rọi vào các chỗ trống, làm thấy rõ hình thể của bụi ở giữa hư không. Tuy nhiên, bụi thì lay động, chớ hư không thì luôn luôn vắng lặng. Vì cớ ấy, tôi thiết nghĩ, lay động là trần, Vắng lặng là hư không. Tôi xin lấy sự lay động làm định nghĩa cho tiền trần. Đức Phật khen: "Như vậy là đúng." Tức thời, Đức Như Lai ở trong đại chúng, nắm năm ngón tay lại rồi mở, mở xong lại nắm. Đoạn hỏi ngài A Nan: "Hiện giờ ông thấy chi?" Bạch Đức Thế Tôn: "Hiện giờ Tôi thấy bàn tay Như Lai quý báu, khi mở khi nắm giữa đại chúng. A à Nan, ông thấy bàn tay ta khi mở khi nắm. Đó là tại bàn tay của ta có mở có nắm, hoặc tại tánh thấy của ông có mở có nắm. Bạch Đức Thế Tôn, tôi thấy rõ giữa đại chúng, bàn tay Như Lai tự mở tự nắm, chớ không phải tánh thấy của tôi có mở có nắm. A à Nan, như vậy, cái chi động, cái chi tịnh. Bạch Đức Thế Tôn, bàn tay Như Lai không trụ, tức là động. Tánh thấy của tôi bất động, vì tướng tịnh còn không có thay, huống gì là động. Đức Phật khen, như vậy là đúng. Đức Như Lai từ bàn tay phóng một đạo hào quang qua bên hữu, ngài A à Nan thì ngài A Nan dây đầu ngó qua bên hữu. Đức Như Lai lại phóng một đạo hào quang qua bên tả ngài A Nan. Thì ngài A Nan dây đầu ngó qua bên tả. Đức Như Lai hỏi: "A Nan, hôm nay tại sao đầu của ông lay động?" Bạch Đức Thế Tôn: "Tôi thấy Đức Như Lai phóng hào quang màu nhiệm quý báu qua hai bên thân tôi." nên ngó qua ngó lại, do đó đầu tôi phải lay động. A à nan, ông thấy hào quang như lai, nên dây đầu ngó qua ngó lại. Đó là đầu của ông lay động hay là tánh thấy của ông lay động? Bạch đức thế tôn, đó là cái đầu của tôi tự động, chớ tánh của tôi bất động. Vì tướng chỉ trụ còn không có thay vốn gì là động. Đức Phật khen, như vậy là đúng. Đức Phật liền bảo tất cả đại chúng rằng: Như chúng sanh nhận định, cái lay động là trần, cái không trụ là khách, thì xem xét đầu của ông A Nan tự động, còn tánh thấy vốn bất động. Đồng thời xem xét bàn tay Như Lai tự mở, tự nắm, còn tánh thấy vốn không mở nắm. Như thế cũng đủ tỏ ngộ rồi. Chỉ vì nhận làm cái động làm thân, đó là giả thân, chứ không biết cái bất động mới là chân thân. Lại còn nhận làm chỗ động làm cảnh, đó là giả cảnh, chớ không biết chỗ thường tịch mới là chân cảnh. Vì thế, quên mất chân tánh bất động. Xưa nay, cứ vương vấn những thứ động mà vọng tưởng điên đảo bỏ chơn theo vọng các niệm mê muội thay đổi sanh diệt nhận các vật làm mình tạo sự trái nghịch thành thử tự trói buộc trong dòng luân hồi sanh tử